quả cuộc khảo sát do Morning Consult và Bloomberg News công bố ngày 14 tháng 12 cho thấy, Tổng thống Joe Biden đang kém cựu Tổng thống Donald Trump trung bình 5,28 điểm phần trăm ở 7 bang chiến trường được khảo sát, gồm North Carolina, Georgia, Wisconsin, Nevada, Michigan, Arizona và Pennsylvania. Cụ thể, ông Trump dẫn trước ông Biden 11 điểm ở North Carolina, 7 điểm ở Georgia, 6 điểm ở Wisconsin, 5 điểm ở Nevada, 4 điểm ở Michigan và 3 điểm ở Arizona. Kết quả này được thống kê từ một cuộc bỏ phiếu giả định với các ứng cử viên đang dẫn đầu của Đảng Dân Chủ và Cộng Hòa là Joe Biden và Donald Trump, cùng các ứng cử viên khác như Robert F. Kennedy, Cornel West và Jill Stein. Ứng cử viên Kennedy nhận được sự ủng hộ từ khoảng 1 trên 10 cử tri trên khắp các bang xung đột, trong khi 1 đến 2% cử tri ở mỗi bang ủng hộ West, 1 đến 3% ủng hộ Stein và 1 đến 3% ủng hộ ứng cử viên không có tên trên phiếu bầu. Một loạt cuộc khảo sát gần đây cho thấy ông Trump đang dẫn trước tổng thống đương nhiệm ở một số bang chiến trường. Đầu tuần này, một cuộc thăm dò của CNN cho thấy ông Trump dẫn trước ông Biden 10 điểm ở Michigan và 5 điểm ở Georgia.